cái này mới gọi là đúng chuẩn, ánh sáng không còn gì đủ nữa. Người ta đẹp nhất luôn á Dương ơi. Mua cái máy đi, ta mua máy này vừa xịt thuốc giải phân luôn. Ô là nó bao nhiêu năm nữa rồi. Không máy mình làm tỉnh đâu. Hai người đấy hả? Nó máy ông máy số 7 người ta đóng cái dán ở đây mà cái rồi người ta bỏ lên mình. Ông đạo đây bóc bóc. Hai người mình ví dụ rồi xả nó cuối rồi ở cái đó cái rồi cái bên đổ vô đi xả tiếp rồi để hay quá, nãy anh chạy lối xong rồi giờ anh chạy lần lại á, thấy chắc cao quá vậy đó anh, là kỹ lắm. Đây gần đây gần đây chứ xa xa ngán nữa, tay ông xề qua ăn cái dụng rồi đó, rồi nó mới đổ ra chứ không biết mà lộ á, miếng ngoài lộn bán có giá trị hơn cái này mà tự nhiên không có mặt đâu. Dạ cái đăng cái thằng máy cắt á, phải có còn phải có mặt tiền
liền nó không ai chắc để gì tao đổ bên ngoài. Đám cỏ xanh vậy mà nó đẹp thiệt trời.